Đây là cách đóng khung cho trang bìa đầu tiên mà thôi, các trang còn lại không có đóng khung. Đầu tiên các bạn vào menu design, chúng ta chọn phần page border. Trên xuất hiện cái thẻ đó là thẻ page border. Các bạn có thể chọn những cái khung có sẵn ở đây hoặc các bạn có thể chọn kiểu đường viền ở đây. Và bạn muốn chọn thêm những cái hình ảnh về cái khung á bạn chọn phần ạt này. Sẽ có rất nhiều hình ảnh minh họa cho cái viền của chúng ta. Bạn chọn một cái viền bất kỳ. Bạn muốn áp dụng cho khung cho cái trang đầu tiên thôi thì phần Update to này các bạn chọn cho mình đó là first page only. Đó là đóng khung cho cái trang đầu tiên mà thôi. Ok và chúng ta ok ra ngoài vậy là xong